Hello cả nhà, hello, welcome back. Nhưng Phan Koc Song Mi, miền Bắc Việt Nam, trong những năm gần đây, thường xuyên phải đối mặt với tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi. Nguyên nhân của tình trạng này rất phức tạp, bao gồm các yếu tố tự nhiên, khí hậu và sự can thiệp của con người vào môi trường. Để hiểu rõ hơn vì sao mưa lớn và ngập lụt xảy ra ngày càng nhiều, cũng như cần làm gì để đối phó và khắc phục trong tương lai, chúng ta sẽ xem xét từng yếu tố chi tiết dưới đây. Nguyên nhân gây mưa lớn kéo dài và ngập lụt ở miền Bắc. Biến đổi khí hậu toàn cầu. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến thời tiết trở nên bất thường trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Hiện tượng nóng lên toàn cầu làm thay đổi các mô hình khí hậu, dẫn đến những cơn mưa cực đoan và kéo dài hơn. Sự biến đổi này làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Ảnh hưởng của địa hình và gió mùa miền Bắc Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc và Tây Nam. Đặc biệt, vào mùa mưa, gió mùa Đông Bắc kết hợp với các khối không khí ấm từ Biển Đông và Thái Bình Dương thổi vào tạo ra những trận mưa kéo dài. Địa hình miền Bắc với nhiều núi đồi, sông suối cũng góp phần làm nước mưa tập trung nhanh chóng, dẫn đến ngập lụt nếu hệ thống thoát nước không được đảm bảo. Tác động của con người, quá trình đô thị hóa nhanh chóng, việc xây dựng không có kế hoạch và chất phá rừng bừa bãi đã làm mất đi sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên, đạt không thể thấm nước như trước, rừng đầu nguồn bị thu hẹp, dẫn đến việc dòng chảy nước mưa trở nên mạnh mẽ và không thể kiểm soát, gây ngập lụt nhanh chóng ở các vùng đồng bằng và đô thị. Hệ thống thoát nước yếu kém, nhiều đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, chưa có hệ thống thoát nước đủ mạnh để đối phó với những trận mưa lớn. Việc xây dựng không đồng bộ, lấn chiếm kênh rạch và cổng thoát nước làm giảm khả năng thoát nước, dẫn đến ngập úng kéo dài. Cách khắc phục và giúp người dân đối phó trong tương lai. Để khắc phục tình trạng mưa lớn kéo dài và ngập lụt nghiêm trọng ở miền Bắc, cần có một chiến lược toàn diện bao gồm cả giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Dưới đây là một số biện pháp cần được triển khai. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp. Việc thiết lập một cái hệ thống cảnh báo sớm về thời tiết cực đoan kết hợp với các cái biện pháp ứng phó khẩn cấp là rất quan trọng. Các cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin kịp thời để người dân và chính quyền địa phương có thể chuẩn bị đối phó trước khi mưa lớn xảy ra. Điều này giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị. Chính quyền cần đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước ở các khu vực dễ bị ngập lụt. Việc thiết kế và xây dựng hệ thống cổng thoát nước đồng bộ đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh chóng trong các trận mưa lớn là một cái biện pháp cần thiết. Ngoài ra, việc khôi phục và bảo vệ các kênh mương rạch tự nhiên cũng giúp giảm thiểu tình trạng ngập úng. Bảo vệ và phục hồi rừng đầu nguồn. Rừng có vai trò quan trọng trong việc hấp thụ nước mưa và ngăn chặn dòng chảy lũ lụt. Việc bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn, không chỉ giúp duy trì nguồn nước mà còn làm giảm nguy cơ ngập lụt. Chính phủ cần có các chính sách khuyến khích người dân trong rừng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc chặt phá rừng trái phép. Quy hoạch đô thị bền vững. Quá trình đô thị hóa cần được thực hiện một cách có kế hoạch và bền vững hơn. Việc xây dựng các khu đô thị cần phải dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về hệ thống thoát nước và địa hình, tránh tình trạng lấn chiếm sông, suối, kênh rạch làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước tự nhiên. Tăng cường ý thức cộng đồng. Một phần quan trọng trong cái việc đối phó với ngập lụt là nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và chuẩn bị đối phó với thiên tai. Người dân cần được giáo dục về cách xử lý tình huống khẩn cấp cũng như cách bảo vệ tài sản và gia đình trong mùa mưa bão. Cải thiện hạ tầng nông thôn và phát triển công nghệ. Ở những vùng nông thôn dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cần cải thiện hạ tầng như đường xá cầu công và hệ thống thủy lợi. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ như xây dựng các đập nước điều tiết dòng chảy, hồ chứa nước hay sử dụng công nghệ thông tin để dự báo thời tiết chính xác hơn cũng là những biện pháp cần thiết. Mưa lớn kéo dài và ngập lụt ở miền Bắc Việt Nam là một vấn đề nghiêm trọng và phức tạp,
đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía bao gồm chính quyền, các tổ chức và người dân. Để đối phó và giảm thiểu thiệt hại, chúng ta cần có các giải pháp bền vững, đầu tư vào hạ tầng và nâng cao ý thức cộng đồng. Nếu thực hiện đồng bộ những biện pháp này, miền Bắc sẽ có thể đối phó tốt hơn với những thách thức do thời tiết cực đoan gây ra trong tương lai. Đừng quên đăng ký like, share, ủng hộ kênh Những Fan Cuộc Sống Mì và Vuon Trai Cây Bà Cua. Xin tổng chào. Xin cảm ơn.